Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có chuyến công du chớp nhoáng kéo dài 36 giờ đến các thủ đô lớn của châu Âu nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh, Pháp, Italia và Đức cùng với Tổng thư ký mới của NATO cung cấp thêm viện trợ quân sự. Với việc quân đội Ukraine đang chịu nhiều áp lực từ Nga trên chiến trường, ông Zelensky muốn củng cố sự ủng hộ cho Ukraine trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Sự kiện có thể làm xáo trộn mối quan hệ của Kiev với các đồng minh chủ chốt. Đó là nội dung của bình luận quốc tế hôm nay. Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Ukraine Zelensky là kế hoạch B vào phút chót, bởi trước đó, ông có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein của Đức vào thứ Bảy, bên lề chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Đức. Đây là lần đầu tiên nhóm Ramstein triệu tập hội nghị ở cấp cao nhất nhằm mục đích nhấn mạnh sự ủng hộ không lay chuyển đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga vào thời điểm lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu áp lực rất lớn và thống nhất phối hợp viện trợ cho Kiev. Đây nhẽ ra cũng là cơ hội để Tổng thống Zelensky giải quyết vấn đề với tất cả các đồng minh chủ chốt của mình. Tuy nhiên, cơn bão Minton với hậu quả khủng khiếp đổ vào nước Mỹ đã buộc Tổng thống Joe Biden hủy chuyến thăm Đức và do thiếu vắng quốc gia đầu tàu, hội nghị ở Ramstein cũng bị hoãn lại. Tuy nhiên, ông Zelensky không để cơn bão làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quan trọng là kêu gọi ủng hộ cho Ukraine và đã ngay lập tức thay thế bằng một chuyến công du với lịch trình dày đặc. Tới thăm 4 nước châu Âu là Anh, Pháp, Italia và Đức chỉ trong vòng 36 giờ đồng hồ. Và thay vì gặp tất cả các đồng minh tại một địa điểm, ông chấp nhận gặp từng người một. Bắt đầu chuyến thăm với London, Anh, Tổng thống Zelensky đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Keir Starmer và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Các quan chức Anh như Bộ trưởng Quốc phòng John Healey và Đô đốc lực lượng vũ trang Tony Radakin, ông Zelensky cho biết kế hoạch của ông là tạo ra các điều kiện phù hợp để chấm dứt cuộc xung đột một cách công bằng. Trong đó, Ukraine có thể đàm phán từ một vị thế vững chắc. Ông cũng yêu cầu cho Kiev được sử dụng vũ khí, được hỗ trợ để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. Trong khi Thủ tướng Anh Starmer ghi nhận sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn kế hoạch của Ukraine, thì Tổng thư ký NATO Mark Rutte tỏ ra thận trọng khi cho rằng về mặt pháp lý, Ukraine có thể sử dụng vũ khí của mình nếu các mục tiêu trong lãnh thổ Nga đe dọa Ukraine. Nhưng quyết định này phụ thuộc vào từng quốc gia đồng minh của Ukraine. Ông Mark Rutte cũng nhấn mạnh rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine là vững chắc và nằm trong lợi ích cốt lõi của liên minh. Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, sau đó, ông Zelensky đã đưa ra những thông điệp tương tự. Trong đó, ông đề xuất các bước quyết định cho phép xung đột kết thúc chậm nhất là vào năm 2025. Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã gửi một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine bằng cách đến thăm quân đội Ukraine đang được huấn luyện tại Pháp. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng tuyên bố đảm bảo sự hỗ trợ đầy đủ và liên tục của Italia ở cả cấp độ song phương và đa phương để đưa Kiev vào vị thế tốt nhất có thể để xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Bà Meloni cũng cho biết Rome sẽ tiếp tục đóng góp vào công cuộc tái thiết Ukraine trong tương lai và công bố ngày tổ chức hội nghị phục hồi Ukraine tiếp theo sẽ được tổ chức tại Rome vào tháng 7 năm 2025. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết Đức và các đối tác EU sẽ gửi thêm thiết bị quốc phòng trong năm nay và viện trợ của Đức trị giá 4 tỷ euro vào năm 2025. Trong tất cả các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky cũng nhấn mạnh cách đảm bảo an ninh hiệu quả, lý tưởng nhất cho Ukraine là thông qua tư cách thành viên NATO, một yêu cầu từ lâu đã bị Washington và Berlin bác bỏ, trong khi Vương quốc Anh và Pháp cởi mở hơn với ý tưởng này. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng ưu tiên của ông là củng cố vị thế của Ukraine với sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế để tạo ra các điều kiện cần thiết cho hoạt động ngoại giao. Giới phân tích cho rằng ông Zelensky dường như đã cởi mở hơn trong việc bắt đầu đàm phán với Nga, ngay cả khi lực lượng của Nga hiện chiếm hơn 20% lãnh thổ Ukraine và không có khả năng nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào đang kiểm soát.
Điểm nổi bật trong chuyến công du của ông Zelensky tới châu Âu lần này là trình bày kế hoạch chiến thắng với các đồng minh trong một nỗ lực thử nghiệm tầm nhìn của quốc gia này trong cuộc xung đột với Nga. Các chi tiết cụ thể về kế hoạch của ông Zelensky vẫn còn được giữ bí mật. Song về tổng thể, bản kế hoạch hướng đến việc thúc đẩy hành động nhanh chóng đối với các quyết định mà các đồng minh phương Tây đã cân nhắc kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Nga vào năm 2022. Ông Zelensky cho biết kế hoạch này nhằm mục đích củng cố vị thế của Ukraine cả về mặt địa chính trị và trên chiến trường trước bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Nga. Bản kế hoạch chiến thắng mà ông Zelensky xây dựng cho Ukraine được cho là gồm những điểm quan trọng. Cầu nối hướng tới bật lập trường đàm phán đủ mạnh để Ukraine buộc Nga chấm dứt xung đột theo các điều khoản của Kiev. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh trong một loạt tuyên bố công khai trong những ngày gần đây rằng kế hoạch chiến thắng phụ thuộc vào việc phương Tây nhanh chóng ủng hộ các yêu cầu của ông trong 3 tháng tới. Theo kế hoạch đó, Ukraine yêu cầu Nga rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà nước này hiện đang nắm giữ, bao gồm một số phần của các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk và toàn bộ Crimea. Theo phía Ukraine, yếu tố quan trọng của kế hoạch chiến thắng là lời mời chính thức Ukraine gia nhập NATO. Ukraine hiện là quốc gia đối tác của NATO, không phải là thành viên của liên minh. NATO đã hủy bỏ một số bước thủ tục truyền thống mà các ứng viên khác cần phải trải qua để đảm bảo tư cách thành viên cho Ukraine. Liên minh đã nêu rõ rằng Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên. Nhưng các thành viên liên minh tỏ ra nghi ngờ về việc cấp tư cách thành viên NATO trong khi cuộc xung đột với Nga vẫn đang diễn ra. Vì điều đó, ngay lập tức có nghĩa là toàn bộ liên minh sẽ ở trong tình trạng chiến tranh với Nga. Xét trên khía cạnh đó, NATO không tham gia vào đề xuất này trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky. Cũng trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine, một phần quan trọng là Ukraine yêu cầu được sử dụng tên lửa tầm xa mà các đồng minh hỗ trợ để tấn công vào các địa điểm sâu bên trong nước Nga. Tuy nhiên, NATO đang chia rẽ về yêu cầu này. Trong khi một số đồng minh ủng hộ, thì Mỹ, Anh đang cân nhắc ý tưởng này và vẫn chưa dỡ bỏ các hạn chế do lo ngại leo thang với Nga. Cùng về vấn đề vũ khí, Ukraine yêu cầu được cung cấp vũ khí liên tục. Yêu cầu này được đưa ra dựa trên thực tế rằng kể từ khi bắt đầu xung đột, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí và nền tảng quân sự do các đồng minh NATO cung cấp. Tuy nhiên, Ukraine thường phải yêu cầu hỗ trợ trong nhiều tuần, thậm chí phải đối mặt với sự từ chối do quy trình thông qua tại Quốc hội của các quốc gia. Ukraine cho biết điều này làm giảm hiệu quả của lực lượng quân sự trong ứng phó với Nga, trì hoãn các mục tiêu và dẫn đến tổn thất về sinh mạng. Hiện các quốc gia đồng minh của Ukraine đã khẳng định cố gắng đẩy nhanh nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Hành trình dày đặc của Zelensky bao gồm việc ông đi đến Vương quốc Anh, Pháp, Italia và Đức trong vỏn vẹn 36 giờ cho thấy tính cấp thiết của việc kêu gọi viện trợ quân sự cho Ukraine ở thời điểm này. Với việc quân đội Ukraine đang chịu áp lực từ phía Nga, ông Zelensky muốn giành được sự ủng hộ cho đất nước của mình trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới, có thể làm đảo lộn mối quan hệ của Kiev với đồng minh chủ chốt của mình. Trên thực địa, Ukraine có thể đang đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, khi Nga đang phát động các cuộc tấn công mới vào lưới điện của Ukraine và tiến quân trên khắp tiền tuyến phía đông. Mặc dù Kiev đã tạo ra một số bất ngờ với các cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga, nhưng những tiến triển ở đó hiện cũng đã bị đình trệ. Hơn nữa, bước đi này của Ukraine đã không khiến Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi mặt trận ở miền đông Ukraine như quốc gia này hy vọng. Gần đây nhất, Ukraine đã buộc phải rút quân khỏi thị trấn than phía đông Vuleda và các nhà phân tích dự đoán sẽ có nhiều tổn thất hơn trong những tháng tới. Trong khi đó, Ukraine vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự hậu thuẫn của phương Tây, bao gồm hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính, với biến số khó lường nhất là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Viện Kiel có trụ sở tại Đức đã cảnh báo rằng sự sụt giảm đáng kể trong viện trợ của phương Tây cho Kiev nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa Trump giành chiến thắng, cụ thể là có thể giảm một nửa xuống còn 29 tỷ euro trong năm tài chính 2025. Ông Donald Trump từng cam kết sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu ông trở thành Tổng thống Mỹ. Viễn cảnh mà ông Zelensky lo ngại, Ukraine có thể phải thỏa hiệp lớn để đạt được hòa bình.
Trong tình cảnh đó, Tổng thống Zelensky đã thúc giục Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden sử dụng những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình để củng cố di sản của mình bằng các cam kết an ninh mới. Lo ngại bối cảnh chính trị thay đổi ở các quốc gia tài trợ có thể đe dọa đến sự hỗ trợ quan trọng, Ukraine đã đẩy mạnh nỗ lực củng cố ngành công nghiệp vũ khí trong nước. Chính phủ cũng đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ người nộp thuế để duy trì nỗ lực chiến tranh. Quốc hội Ukraine mới đây đã thông qua dự luật tăng thuế quân sự từ 1,5% lên 5% với một số sửa đổi dự kiến trước khi trở thành luật. Có thể nói, chuyến công du của ông Zelensky diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng với Ukraine, ở thời điểm cả tình hình chiến sự và cục diện chính trị tại các quốc gia đồng minh sắp tiến tới thời điểm bước ngoặt. Sự rụt rè của bất kỳ đồng minh nào vào lúc này có thể tạo thêm động lực cho nước Nga. Tuyên bố của ông Zelensky cho thấy sự lo ngại rất lớn. Đó là lý do dù đã nhận được một số cam kết từ các nhà lãnh đạo châu Âu trong chuyến công du, ông Zelensky vẫn hy vọng hội nghị thượng đỉnh nhóm Ramstein sẽ nhóm họp vào một ngày khác trong tương lai gần để việc ủng hộ cho Ukraine được thống nhất ở mức cao nhất.